Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Phúc Đức. Vào 6 năm trước, có một chàng trai không học chuyên ngành về kiến trúc hay là mỹ thuật, nhưng có một ý tưởng muốn phục dựng lại những cái đời sống bình thường của thành phố Hồ Chí Minh khi ấy, ví dụ như cái xe hủ tiếu hoặc là xe kẹo kéo, thông qua những mô hình tí hon. Khi thực hiện thì có nhiều người nói là tôi sẽ không làm được đâu, nhưng mà bây giờ sau 6 năm, thế tí hon là cái thương hiệu và câu trả lời tôi nghĩ là chính xác nhất. Xin được giới thiệu với quý vị, đó là anh Nguyễn Phúc Đức, người chế tác những mô hình ký ức thu nhỏ. Nói về những mô hình thu nhỏ thì chúng ta đã quá quen thuộc với những mô hình về những công trình của thành phố hay là những địa điểm du lịch. Tuy nhiên, những mô hình mà anh Nguyễn Phúc Đức chế tác lại là những mô hình có thể lắp ráp được, tương tự như là những mô hình Lego nổi tiếng trên thế giới. Và anh ấy cũng đã vừa xác lập kỷ lục Việt Nam khi là người chế tác mô hình các cửa hàng tạp hóa tại Sài Gòn nhiều nhất. Và ngày hôm nay, những điều thú vị gì anh ấy sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta trong khoảnh khắc cuộc đời, tất cả sẽ được gợi mở qua sự kết nối của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin mời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng thời trang Kim. Xin kính chào mọi người. Xuân vẫn nhớ là cái hồi những năm đầu mà mình tập tễnh bước vào ngành sân khấu đó, có những ngày mình đi lang thang trên đường Lê Lợi, trên đường Đồng Khởi, điều mà Xuân hay chú ý mà thậm chí có thể đứng hàng giờ để mê mẩn là nhìn những anh thợ, người ta khắc những cái chiếc xe xích lô mái hay những chiếc xe đạp, hoặc là người ta khắc tên vào những cái cây bút của mình á, ước làm sao để cho Việt Nam mình cũng có những người làm những cái mô hình thu nhỏ. Thì hôm nay trong cái chương trình Khoảnh khắc cuộc đời, mọi người giới thiệu với Kim Xuân một nhân vật mà Xuân đang háo hức, đang tò mò. Xin giới thiệu Nguyễn Phúc Đức, nhân vật ngày hôm nay của Khoảnh khắc cuộc đời. Cảm ơn cô và chào cô Kim Xuân ạ. Còn quá trẻ mà trước đây cái ngành của Đức lại là về DJ, là về âm nhạc. Nó có liên quan tới cái ngành hiện tại mình đang làm không? Và lý do tại sao cái ngã rẽ khiến cho Đức phải bước qua mình làm những cái mô hình thu nhỏ? Thì trước khi mà con làm nghề DJ thì con cũng làm được nhiều ngành nghề, tiếp thị, giao hàng và công việc cuối là con đang làm DJ. Nhưng mà khi con đi làm mà con thấy là mình cứ nghĩ là cái nghề đó là mình đam mê, nhưng khi thực tế có một lúc con hỏi lại là ồ, mình làm đó có phải là đam mê của mình hay không, mình muốn có sự khác biệt. Thì lúc này con sẽ lóe lên trong đầu có một cái món quà. Vào năm cái lớp 6 con đi học, ba con có tặng cho con một món quà, đó là mô hình nhà bằng gỗ. Năm lớp 6 là ba con đã làm được cái mô hình nhà bằng gỗ rồi. Là con thấy lúc đó Việt Nam cũng chưa có ai làm. Khi con lớn lên con khởi nghiệp thì lúc này con hỏi có gì khác biệt không, Việt Nam mình chưa có ai làm không, thì tự nhiên trong đầu con, trong tiềm thức nó lóe lên một cái món quà năm đó. Con bắt đầu lên Google con tra cứu thì con thấy ở Việt Nam chưa ai làm hết. Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội để làm bước ngoặt. Con bắt đầu con nghiên cứu, con mày mò. Trong khi đó là con không học chuyên ngành về kiến trúc, đồ họa gì hết. Và có nhiều người cũng nói con là không khéo tay, mày không làm được đâu, mày khùng quá, cái này mày không làm đâu, mày làm cho thất bại thôi. Nhưng mà con không biết tại sao mình cứ tin là Việt Nam cho em được, và tôi nghiên cứu và tôi học hỏi tôi làm được thì chắc chắn tôi sẽ thành công, nên con tin vào điều đó nên con làm. Cô Xuân đặc biệt mê những cái mô hình thu nhỏ về thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều đặc biệt lắm. Thí dụ những con hẻm rất là nhỏ mà người ta gọi là hẻm chuột. Mà khi một cái chiếc xe gắn máy này họ đi vào thì cái chiếc xe kia lại phải nhá đèn để họ có thể đi qua. Hoặc là một cái hẻm mà những cái xe hủ tiếu gõ, những cái xe mì, có những cái tranh về những cái câu chuyện lịch sử nó được in ở trên đó, hoặc là có những cái gánh hàng rong ở trong những cái phố. Dạ đúng. Cô Xuân cực kỳ mê. Có phải là từ khi nhỏ là con cũng bị mê hoặc vì những chuyện này không? Dạ đúng. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh của mình. Gia đình con là có truyền thống là buôn gánh bán bưng bên nội bên ngoài đều vậy luôn. Mẹ con cũng vậy. Khi nào lớn lên con cũng có đi bán với mẹ mình rong ruổi mà những chiếc xe hàng rong. Khi mà giờ con làm lại cái mô hình á, có những cái xe giờ không còn nữa. Ví dụ như xe kẹo kéo nè, xe siêu cô đá bào, xe mà băng đĩa ngày xưa ta chạy đó, đó không đó, còn đó. Nữa. Con nói ồ, mình nhớ nó quá. Nhìn qua hình ảnh thì nó không có cảm nhận được hết. Có cách nào để mình phục dựng nó lại không? Mình khôi phục lại được không? Chia sẻ cho nhiều bạn bè và những cái người trẻ không có trải qua cái thời điểm như con là 8X. Có những bạn 2000, bạn chỉ nhìn qua hình ảnh thôi, bạn không thấy được. Thì lúc này tự nhiên con đâu đó mà hối thúc mình phải làm cái điều đó. Thứ nhất là mình thỏa mãn cái nhớ của mình vào cái tuổi thơ. Thứ hai mình nhân rộng cái sứ mệnh nó ra cho nhiều bạn trẻ biết hơn thông qua những cái mô hình thu nhỏ đó. Thank you.
đó bây giờ thì chắc các bạn trẻ cảm thấy cái ký ức nó bị xa, nó là thuộc về dĩ vãng rồi. Nhưng mà nếu mà tái hiện lại được thì quả tình nó quý báu đối với mọi người lắm. Hồi trước á, là con thu nhỏ, mình cứ nghĩ phục dựng cho cá nhân. Nhưng mà sau khi con post tác phẩm mình lên á, thì có nhiều bạn hỏi cái này làm đẹp quá anh ơi, chỉ em cách làm với. Thì mình thấy là nhiều người cũng có một cái sở thích chung. Thì không lẽ con mà con chỉ từng bạn hoài thì nó không có được. Thì lúc này con mới lóe ra ý tưởng là à thì thôi mình phải thiết kế nó mà bao bì đóng gói lại, và mình cắt cưa tỉ mỉ và chỉ người ta lắp ráp luôn. Người không khéo tay vẫn có thể gáp được, phục dựng được cái mô hình của từng chủ đề mà con đã đề ra sẵn á. Người ta sẽ dựa trên sách hướng dẫn, dựa trên những cái gỗ con cắt sẵn, sơn phết đồ tạo ra một mô hình. Nói chung là con sẽ đóng gói một cái hộp rất là đơn giản, và về họ dựa trên nguyên liệu và sách hướng dẫn đó, họ tự tay họ phục dựng lại cái mô hình thành phố Hồ Chí Minh mà họ mong muốn. Cô Xuân nghe nói là để có thể làm được tất cả những cái điều mơ ước của con là con đã phải bán cái xe gắn máy. Dạ, bán xe gắn máy rồi nhà thì không tin vào cái ý tưởng đó của con. Khi con mày mò con làm thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ban đầu là nhà không đồng tình rồi. Thì mỗi lần cắt cưa bụi bặm nghe tiếng thì cũng bị la. Thì nói sao mày mang gác về nhà hoài vậy. Rồi người ta nói con bị khùng, đa nghi về giới tính nữa. Nói sao con trai mà tối ngày chơi những cái đồ lắp ráp nhà bê nhà này nọ sao giống con gái vậy. Rồi mốt làm gì đó kiếm tiền nuôi vợ con được. Năm đó là cái rào cản từ gia đình bạn bè, áp lực rất là nhiều. Lúc này con lại có một suy nghĩ là nếu mà ai cũng làm hết á, bình thường quá, mình phải có suy nghĩ gì khác. Thì con cứ tự tin nó còn làm hoài. Tới một ngày bây giờ 6 năm sau thì cái thương hiệu Thế Giới Tí Hon và những cái tác phẩm của những người khách hàng, những người bạn bè đã chơi là cái câu đó là câu trả lời của con. Chất liệu mà con làm thì thường là gỗ. Dạ, gỗ nó đa dạng. Gỗ rồi nhựa, vải, hoa, cỏ khô. Nó giống như một ngôi nhà thật. Mình xây như thế nào thì con chỉ dựa trên đó, con zoom nhỏ rồi thôi. Chất liệu thay vì ngoài thiệt thì nó là xi măng thì con đổi nó thành gỗ. Còn lại thì gần như giống nhau. Con sẽ đem một cái mô hình demo cho cô Xuân xem thử. Cái khoảnh khắc mà con nghĩ để làm những cái mô hình thu nhỏ, đã có những nhà doanh nghiệp hoặc là có những người làm nghệ thuật hoặc là những ai đó đã đặt hàng những cái đơn hàng lớn về chuyện mô hình thu nhỏ với con chưa? Ban đầu thì chưa có ai đặt mình, chưa ai biết đến mình là ai hết. Rất khó khăn, con phải vừa một tay là nghiên cứu mẫu, một tay là bán hàng online, tự đi ship hàng, tự giao hàng, tự tối về, tự thiết kế, một tay làm hết. Nhưng mà dừng con cứ kiên trì nó, giờ 4 năm sau thì bắt đầu có những đơn hàng. Và đơn hàng này đến từ những nhà doanh nghiệp, con phải làm tốt trước. Doanh nghiệp ta thấy cái câu chuyện mà con kể, họ mua, họ tặng cho khách hàng của họ. Và giờ hiện tại là con đã có những cái địa điểm bán hàng tại các nhà sách như là Pha Sa, một chuỗi từ trong Nam ra Bắc, là Phương Nam, là những trung tâm thương mại đã có sản phẩm của con rồi. Hồi trước con là thủ công, còn bây giờ con đã có quy trình máy móc nên đáp ứng được số lượng. Ba mẹ gia đình nghĩ như thế nào về công việc của con hiện nay? Dạ, bây giờ là ba mẹ hai bên luôn là đang hỗ trợ con xây dựng ở dưới xưởng, làm chung với công việc với con luôn. Thú vị nha. Dạ. Tại vì cô Xuân cũng không bao giờ nghĩ những cái mà gọi là mình thích, mà người ta nhìn cái thích mình người ta nói sao có vẻ trẻ con quá. Nhưng mà thật sự đi nước ngoài thì mới thấy cái chuyện mô hình thu nhỏ nó tuyệt vời lắm con. Dạ. Và tự nhiên mình cảm thấy là cả một cái ký ức nó được tái hiện lại rất là rõ rệt. Đã bao giờ con có gặp một trở ngại gì về một cái mô hình mà con nghĩ là con sẽ làm được nhưng mà hoài vẫn không làm được cái chuyện đó không? Tới thời điểm bây giờ thì càng khó thì con lại thì càng thích. Mình thấy rào cản này cứ cố gắng mà vượt qua. Đơn giản nhất là năm 2018 có một cái sự triển lãm là mô hình mà người ta bắt phải có mưa thật. Thì con bắt đầu con lên Google con tra thì con thấy Việt Nam mình không ai làm và nước ngoài cũng chưa ai làm hết. Thì một lần nữa là con thấy ai chưa ai làm thì mình phải làm. Thì cũng nghiên cứu rồi cùng mấy bạn team của con làm cùng ra được cái mô hình Sài Gòn có mưa. Nhưng mà nếu mà với chất liệu gỗ mà bị mưa thì nó như thế nào Đức? Thì là mình phải cải biến nó, phải cho nó những cái chất liệu khác vô để mình thay thế đi để không bị mối mọt. Nó có hệ thống mưa, có đèn chớp sáng, rồi khi mà mưa xuống có ống, có đường cống đèn hoàng thoát nó tuần hoàn cái lên để mưa đổ xuống lại. Rồi âm thanh như thế nào? Âm thanh thì con dùng cái lo Bluetooth á, con để đằng sau cái thùng thì có đèn sấm chớp đèn hoàng, có âm thanh, nó nhìn nó như thật. Hiện nay là con đang làm gỗ nè, làm nhựa nè. Dạ. Rồi còn một chất liệu nào nữa mà con cũng sử dụng trong cái mô hình này không? Là gỗ, nhựa nè, hoa, cỏ khô, vải, giấy, rồi thủy tinh, mica. Một bộ của con gần như là khoảng chừng 6-70 cái nguyên vật liệu để tạo thành, cần đòi sự sáng tạo. Có một cái người chơi nào mà trung thành với con mà từ những ngày đầu tiên con đã làm ra mô hình mà cho đến bây giờ họ vẫn đặt hàng và họ vẫn kiên trì bám theo cái mô hình này của con không? Dạ có cô, nhiều á. Có một bạn này rất là vui, bạn nam, bạn chưa có cưới vợ, bạn muốn tỏ tình với cái cô bạn gái đó. Chàng trai mua cái hộp quà mô hình của con, bạn về đó, bạn tỏ tình, bạn viết thư từ bằng nhỏ xíu luôn á. Dạ, phù hợp với cái ngôi nhà mô hình thì bạn tặng cho bạn nữ đó.
thì không biết như thế nào, giờ cưới nhau luôn rồi. Và họ mua hàng mà lúc mà họ chưa cưới bây giờ là con họ đã được 2-3 tuổi luôn. Vậy đó hả? Dạ. Còn khách hàng của con bây giờ là có nhiều người khách phàn nàn lắm, bây giờ nhà không còn chỗ nào để trưng bày hàng của anh luôn. Dạ. Tức là mê dạ. theo. Chơi rồi, cái mê lắm. Cái này thì cũng nhiều người muốn thực hiện, nhưng mà để dạ. có cái tài năng để làm ra được những điều này thì không phải dễ. Dạ, rất là khó mà khăn. Mà bây giờ là Đức là được sự ủng hộ của cả hai gia đình hai bên luôn. Dạ. Kế hoạch tương lai sắp tới con sẽ làm những cái gì mới lạ nữa không? Dạ, nếu như mà cái dịch này không đến thì hiện tại là con có một cái ý tưởng kế hoạch năm 2019 con đã lên rồi. Con muốn đặt mục tiêu của sản phẩm của mình, của Thí Thế Hon thành một sản phẩm gọi là sản phẩm du lịch đặc sản của quốc gia Việt Nam mình. Thì tại sao con nói vậy? Thì bên Thái Lan á, mình cứ du lịch qua Thái Lan thì cứ phải đem một chai dầu về hoặc là một cái món quà handmade nào về. Con hỏi, ủa tại sao Việt Nam mình không làm được vậy ta? Thì mô hình mình phù hợp mà, mô hình phù hợp ngay bối cảnh đó. Giống như họ đến thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ đem những cái đặc sản của bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh phải mang về đó. Con phải có suy nghĩ cách nào làm, cách nào mỗi cái người khách du lịch ở nước ngoài qua Việt Nam phải cầm một món quà đó của Việt Nam mình mang về. Đó là con hừng hợp cái khí thế đó, tại vì con rất là yêu cái đất nước này. Con đang bán trên Amazon, khách nước ngoài mua hàng của Thế Giới Hoa rất là nhiều, mua hàng Việt Nam rất là nhiều. Gần đây nhất có đơn hàng của Hồng Kông và Đài Loan. Người ta đã hỏi, ủa sao nước mày làm những cái sản phẩm tao thấy phù hợp với nước của tao quá vậy? Mà bán giá thành rất là tốt, là họ đã nhập hàng của mình qua bên đó. Một cái sản phẩm của con mà với cái cách con nói như vậy, nếu người ta giữ gìn thì nó sẽ để được lâu không? Thì con khởi nghiệp tới 6 năm rồi. Và tới 6 năm nay, ngoại trừ nếu như không có bụi vào, không có nước vào thì tới giờ nó vẫn nguyên vẹn thôi. Tại nó chất liệu bằng gỗ, keo nó là keo chuyên dụng và không có ăn tay. Con đã tính toán trước cái gì đó để cho người chơi người ta trải nghiệm tốt. Keo nó không bị bung vỡ, trừ khi mình cố tình mình xé, mình cố tình mình làm nó rách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được xem mô hình của bạn ấy và cả người bạn đồng hành, một cái người mà đã đi cùng với Phúc Đức cũng rất là nhiều năm trong công việc này. Xin giới thiệu Phạm Khánh Linh. Đây là một gian nhà xưa phải không con? Dạ. Đằng trước là cái mai. Dạ đúng con? Rồi. Bàn thờ và có những bức tranh, bốn cái ghế gỗ mini rất là dễ thương. Mỗi lần người ta mua là một cái bộ. Dạ đúng rồi. Với một chút xíu khéo tay mình có thể lắp ráp được. À, có đèn nữa nha. Dạ có đèn. Ơi, mọi người ơi, có chơi lô tô nữa nha. Và Khánh Linh ơi, con có thể kể về cái sự hợp tác của con với cái công ty của Nguyễn Phúc Đức về cái mô hình này được không ạ? Xin chào con, là con tới với anh Đức á, là giống như là một cái duyên vậy đó. Thì con cũng đam mê về thiết kế về nhà cửa, cũng đam mê những cái đồ dùng rất là dễ thương. Vô tình con đi ngang qua đường xóm chiếu, là cái nơi là anh Đức làm việc ở đó, có những cái mô hình rất là dễ thương, thì vô tình con vào đó xin vào làm với lại anh Đức luôn. Ban đầu á, là con với anh Đức á thì chưa có hiểu nhau lắm, giống như là một người thì khá là dễ thương, một người thì lại khá là cứng cáp, đối lập nhau á. Thì cái thời gian mà để tạo ra cái sản phẩm nó rất là lâu ạ. Nó là một cái gian nan lúc đầu, thì lúc sau á là đã hiểu anh Đức nhiều hơn. Con sẽ làm ra những cái sản phẩm theo ý anh Đức rất là nhanh ạ. Thí dụ như đây là những cái mô hình về nhà rồi về này kia, nhưng mà có bao giờ Đức đã làm những cái con đường thu nhỏ mà trên con đường đó những cái hoạt động của người dân lao động nó thể hiện trên con đường đó? Dạ có luôn cô. Con làm cái mô hình về cổng trường thì có cảnh sinh hoạt là xe hàng rong, xe siêu đá bào, có mấy bé học sinh đi ra, có những người buôn bán, là con cũng phục dựng lại một cái gạp hát, cũng có người đi tới lui, có những cô bán cháo lòng, những cảnh ngày xưa, những cái hẻm thì con chưa phục dựng cái hẻm, con chỉ phục dựng cái đường đi. Thì có bao giờ các con đã gặp một cái sự cạnh tranh của một cái đối thủ nào chưa? Khi 6 năm qua khởi nghiệp đó, là con là cái đơn vị Thế Giới Hon đầu tiên để khai phá ra, tìm hiểu ra cái quy trình sản xuất, quy trình bao bì đóng gói. Cái môn này ở Việt Nam hồi trước giờ chưa có, chỉ có vài anh chị lớn đi trước, chỉ là làm theo dạng thủ công cá nhân. Khi con mà nhảy vào thì con muốn nó thành công nghiệp hóa thì con phải tìm những cái công nghệ. Thì gần đây á, thì cũng có một vài anh chị cũng ra làm, nhưng mà cái sự mà phát triển quy mô thì con cũng chưa thấy mấy anh chị đã phát triển quy mô. Nếu mà có đối thủ thì con không còn họ đối thủ, tại vì người ta ra người ta làm á, thì cái dòng sản phẩm, cái môn chơi này nó càng nhiều người biết đến thì họ cùng chung tay xây dựng lên. Con lại rất là mong muốn nhiều người làm cái này, thì càng nhiều người ra thì sân chơi này càng tốt. Nếu như có đối thủ thì có thể là con học hỏi là cái gì đó của anh chị đối thủ đó, mình học hỏi lẫn nhau để có một cái hướng đi lên. Con sẽ nhìn vào những anh chị Thái Lan, Hàn Quốc, gần nhất là bên Malaysia họ cũng đang có. Cái giá mà dao động của những sản phẩm mô hình của con nó sẽ dao động từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu? Dạ, giá thì con rất là đa dạng giá. Giá thấp nhất của con là đang là 55.000,
giá cao nhất hiện tại là 650.000. Ví dụ như bộ này thì nó đang rơi vào giá là 550.000. Không đơn giản để có cái sự cân đối và nó đẹp đến như... Tụi con không phải là bán cái sản phẩm này, con bán một câu chuyện, bán những cái ý tưởng, bán những cái sáng tạo của tụi con và bán những cái quy trình sản xuất mà cái người chơi chỉ cần tập trung và tỉ mỉ chút xíu dựa trên những cái nguyên vật liệu con đã tối ưu rồi, sách hướng dẫn thì bạn Linh đã vẽ thiết kế chụp luôn á, thì cái người chơi có muốn gáp hay không thôi, nếu muốn thì cứ dựa trên đây là gáp. Bản thân con với lại anh Đức á, thì cũng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mới cho khách hàng nữa, thì anh Đức đưa ý tưởng về nhóm thiết kế tụi con á, thì tụi con sẽ tham khảo trên những cái tài liệu hình ảnh, có thể là đi ra ngoài đời thật kiếm về cho anh Đức cùng nhau tạo ra cái sản phẩm mới đó. Rất là thú vị với các bạn trẻ. Yeah. Và quả tình là hôm nay nó lại có thêm một cái ngành nghề đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh mà cô nghĩ là ai cũng sẽ cảm thấy thú vị và ai cũng ao ước sẽ có một cái ngôi nhà như thế này hoặc là một cái mô hình về kỷ niệm của thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Cảm ơn hai cháu đã đến với chương trình. Và kính thưa quý vị, tại chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, chúng tôi không chỉ nói về các bạn trẻ khởi nghiệp, về những vấn đề mới mẻ hơn, những vấn đề lạ lẫm hơn, mà cả những ký ức, những hoài niệm cũng là những điều để chúng tôi suy gẫm. Những người đã sinh sống rất là lâu năm ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc và lập nghiệp tại đây. Xin cảm ơn câu chuyện của Nguyễn Phúc Đức đã đem đến với chương trình. Đúng thật là những mô hình này rất dễ thương phải không thưa cô? Quá dễ thương. Lúc mà nhìn từ xa mô hình của mình á, thì thấy là ồ cũng đơn giản đấy. Dạ. Tuy nhiên giống như anh nói, phải nhìn kỹ vào mới thấy từng chi tiết. Ừ. Ví dụ như là mô hình anh vừa chia sẻ với các khán giả của chúng ta, từng cái khăn bàn rất nhỏ thôi trong ngôi nhà đó đã được khắc họa cực kỳ chi tiết. Chúng tôi cũng có một món quà mang ý nghĩa biểu trưng để dành tặng cho anh Nguyễn Phúc Đức. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân sẽ trao tặng món quà này ạ. Đây. Cũng là một món quà may mắn tiếp thêm những niềm tin và động lực dành cho anh trong thời gian sắp tới. Và thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện của nhân vật khách mời ngày hôm nay của chúng ta, anh Nguyễn Phúc Đức. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 093-8897-177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.